Xin hề kính thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp đó, thì một trong những cái phương pháp mà làm cho chúng ta được tăng trưởng sự hiểu biết đó là chúng ta phải nghe Pháp. Bởi vì Đức Phật đó, mà nói chung là trong cuộc đời này, chúng ta muốn hiểu biết thì chúng ta phải lắng nghe. Nhưng mà thưa đại chúng, nghe là phải lắng nghe chứ không phải chỉ nghe không. Cho nên tiếng Việt Nam mình nói rất rõ, lắng nghe. Tại sao? Tại vì mình không có lắng thì mình không thể nghe. Mình nghe mà mình học tập, mình nghe mà mình không có lắng đọng giữ xuống thì cái nghe của mình nó làm sao? Nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch, và đôi khi chúng ta hiểu lầm. Mọi cái phiền não có đôi khi chúng ta nghe không kỹ, giận nhau tới hồi nghe kỹ thì trời sao không kỹ. Người ta nói kỹ mà ta không nghe không rõ, phải không? Cho nên đó, tiếng Việt Nam dùng là lắng nghe. Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Mà đến nỗi trong Phật giáo Đại Thừa đưa lên hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát luôn luôn biết lắng nghe chúng sanh. Mà thường thường chúng sanh mà đến gặp mình đó, để mà người ta rút hầu tâm sự là người ta khổ kia, chứ người ta vui thì đâu có bao giờ nó kể cho mình nghe đâu, phải không? Và thậm chí người ta nghèo, người ta có rơi chứ có ai rơi rồi cũng giàu á. Đó, càng khổ là chúng ta càng sướng, càng càng giàu á. Không có ai bỏ tiền mà đi khoe á, nghèo khổ mới khoe. Cho nên cứ quan tâm là thể hiện cho một Bồ Tát biết lắng nghe. Lắng nghe những cái tiếng khổ của chúng sanh trên nỗi cái tên của Ngài thôi, là mình đã thấy Ngài đã thể hiện được cái tinh thần đó. Quán là gì? Là tìm tòi, là thấu đáo. Thế là thế gian. Âm là âm thanh. Quán Thế Âm là người luôn luôn tìm tòi, lắng nghe cái sự than vãn, kêu cứu của chúng sanh ở cõi đời này một cách thấu đáo để cứu khổ. Và nhiều khi mình chỉ lắng nghe người ta thôi là mình đã giúp cho người ta vơi. Có rất nhiều Phật tử người ta lên chùa, người ta chỉ gặp quý thầy, người ta chỉ nói trời, nói ra được rồi người nó khỏe đi. Tại vì mặc dù quý thầy chưa biết gì đó, nhưng mà cuộc đời này có những người chịu nghe mình, chịu nghe mình bằng tất cả cái tâm từ, chứ nghe không có phán xét. Nghe thì không có phán xét, thì không chê trách, mà nghe để giúp cho người đó tháo gỡ. Vì vậy cho nên á, mình đặt một câu hỏi: nếu mà người muốn có trí tuệ, người đó phải làm gì? Thì một bước đầu tiên là người đó phải văn tuệ. Nhớ nghe, mình có tam học là văn tư tu, nhưng mà mình nói tắt là văn tư tu, chứ nó đủ chữ là văn tuệ, tư tuệ, rồi tu tuệ. Tại vì văn là nghe, mà nghe bằng cái hiểu biết của mình. Còn nhờ hiểu biết như vậy thì mình cứ suy nghĩ. Trước hết là mình nghe cái chữ nghĩa người ta nói cho nó rõ ràng, để không có hiểu lầm, để không có phiền nhận. Rồi sau đó mình suy nghĩ những gì người ta nói, rồi là tư tuệ. Mà mình thấy cái điều đó đúng thì người ta thực hiện văn tư tu. Và quý vị thấy tất cả cái hạnh nguyện của người xuất gia là trên cầu giáo pháp của Phật để nuôi thân tâm này, rồi mình đem cái thân cái giáo pháp đó mình chia sẻ với mọi người. Thường người ta gọi là trên cầu bỏ đạo, dưới độ chúng sanh. Cái chữ độ đây là chia sẻ, là nhắc nhở để cho các vị cùng tu. Mà khi mà chúng ta mà cùng nghe pháp, chúng ta mà cùng phát nguyện với nhau rồi đó, thì hôm nay quý vị thấy không, chỉ cần thầy trụ trì ở đây post lên cái chương trình, thật ra thầy Pháp Ân với Pháp Hòa là đồng lòng với nhau thôi, kỳ này qua không thành pháp được.
nhưng mà mình sẽ ở cùng Phật. Thì khi mà thầy trụ trì nghe đó là hai thầy xem cái này cái thầy cũng dạ xong chứ sao một đêm suy nghĩ à, thầy tư mình hôm qua thầy thấy mắng rồi đêm thầy tư sáng sao cũng con vui vui thôi sẵn mình làm ngày tu nha nó ở đâu rảnh gì sẵn chứ thầy nói đẹp mà nó ổ mà có bạn hỏi ngày tu phải đi không vậy có như mình làm như à. Vì vậy cho nên á quý vị nghe có tổ chức tu tập, có tổ chức nghe pháp, quý vị cùng trở về đây, chúng ta ngồi đây và chúng ta chịu, chúng ta nghe cái này, cái gì gọi là quyến thuộc chứ không, cái này gọi là nghiệp sinh quyến thuộc, không phải nghiệp xấu nghiệp thiện. Tại vì mình cùng thích nghe pháp và cùng hiểu thấu đáo được giáo pháp, rồi mình cùng phát cái nguyện ngồi lại với nhau. Cho nên chiều nay có thể không ai nói, không ai, có thể một vài người gọi với nhau, nhưng mà có, mình đâu có thể biết hết tất cả mọi người đâu. Nhưng mà cùng một cái tâm nguyện thì trong Phật giáo chúng ta có những cái quyến thuộc. Quyến thuộc là gì? Là bà con, là cùng, là gia đình với nhau. Thì bây giờ cái gia đình này trước hết là nguyện sinh quyến thuộc. Giờ đây ngồi đây là nguyện sinh quyến thuộc. Vì sao? Gọi là vì chúng ta nghe pháp mà chúng ta có được cái nghiệp thiện. À, nghiệp thiện cho nên chúng ta nơi nào có pháp thì chúng ta có mặt. Nơi nào có tu tập chúng ta có mặt. Nghiệp sinh quyến thuộc. Thứ hai là nguyện sinh quyến thuộc. Nguyện sinh là sao? Kết duyên. Có nhiều người đi nghe pháp xong còn cầm cái phone theo livestream thâu lại để cho bạn bè nào mà không có đi được ta nghe. Như vậy quý vị có mặt ở đây là nghiệp sinh, nhưng mà quý vị cũng câu cái cũng quý cũng link cũng mở cũng livestream cũng thâu lại để cho người ở xa người ta cùng nghe được. Cái đó là này là gì quý cô? Nguyện sinh quyến thuộc, để cho cái người đó cùng ta cũng có tâm nguyện ta nghe pháp, nhưng mà giờ cái cơ hội ta tới thôi, bây giờ mình nghiệp sinh là có mặt ở đây rồi, mình nguyện sinh tức là mình làm cho người ta được nghe. Nghiệp sinh quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc. À, hồi nãy là nghiệp này nguyện ha. Rồi có những vị Phong Hòa biết bao nhiêu năm trời, từ khi Phong Hòa lần đầu tiên đến Minnesota, Phong Hòa nghỉ khoảng năm 2001 hay 2002 gì đó. Thì bao nhiêu năm trời hình như là hết nào qua cái tiểu bang này. Rồi bây giờ có những vị ở tận xa như là nửa tiếng đi, quý vị không có quản ngại đường xa, quý vị có mặt ở đây trong chiều nay và thậm chí luôn cả ngày mai, thì quý vị gọi là cái gì quyến thuộc? Thần thông quyến thuộc. Thần thông là gì? Là mình vận dụng thần thông. Thậm chí mình còn gọi với nhau, hoặc là cái người kia nói tôi muốn đi mà tôi không có xe, rồi em tới em chở. Mình vận thần thông, mình có mặt ở đây, phải không? Ai ai mà gần gần cùng một cái tâm nguyện với nhau và là nghiệp, là nghiệp, rồi có mặt ở đây rồi chia sẻ với mọi người là nguyện, và mình đều vận thần thông để có mặt trong đạo tràng. Có người đi xe bus, có người đi xe người ta chở, và có như em đi máy bay. Thần thông. Rồi trong giờ phút mình có mặt ở đây, khi mình tới đây sớm hơn rồi mọi người vào một không, người thì trong hoa, người thì trải bàn, người thì xếp ghế, người thì nấu ăn. Quý vị này là gì quyến thuộc? Ứng sinh quyến thuộc. Chỗ nào cần mình có mặt đó. Có nhiều khi trong bếp đó, người ta nấu ăn không kịp, thôi kệ, ai lên nghe pháp nghe đi, 5 người mình nấu ăn, mình ứng vào cái khâu đó, mình ứng vào cái khâu mà nấu ăn đó để lát mấy trăm người mình người khác có ăn. Rồi có người thì nằm ở trong cái ban âm thanh, có người nằm trong ban rửa giò, ví dụ vậy đó. Thì
Tại sao vậy? Tại mình hiểu rồi. Mình hiểu một cái điều rằng gì? Mình đều là nghiệp sinh đó. Rửa chén cũng là nghiệp thiện, quét nhà cũng là nghiệp thiện, nấu ăn cũng nghiệp thiện. Có cái gì chỉ trừ khi nào mình không cùng nghiệp mình có mặt ở đây. Thí dụ giờ phút này đây có những người ta không thích thì ta đâu có mặt. Cho nên đó, đã là nghiệp sinh thì ứng sinh dễ dàng, phải không? Rồi cuối cùng đó, bây giờ người đây người ta tới, bây giờ thậm chí với những người người ta nghe pháp và không nghe pháp, người ta cùng đạo không cùng đạo, người ta cùng đức tin không đức tin, không cần biết, nhưng mình ghi nhận tất cả mọi người đó đều có khả năng lành thiện. Mình nhận các vị là quyến thuộc hết. Cái này gọi là gì? Lý tánh quyến thuộc, nghiệp sinh quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, thần thông quyến thuộc, ứng sinh quyến thuộc và lý tánh quyến thuộc. Thí dụ bây giờ vì mình nhận mọi người là lý tánh quyến thuộc cho nên mình không có kẻ thù, mình có ghét ai hết. Tại vì dù quý vị không có cùng đức tin nhưng tất cả đều phải nhìn nhau, đều là những người có mặt ở trên cõi đời này và đóng góp mỗi người mỗi vẻ trong cuộc đời này. Để Pháp Hòa thưa đại chúng, chư tổ có phân tích năm loại quyến thuộc để chi? Để chúng ta khởi cái tâm lành, tâm thiện khi chúng ta được gặp nhau. Mà khi mà chúng ta thấy rằng mọi người đều là quyến thuộc của mình thì không ai mình coi thường mình, không ai mà mình nỡ lòng mình hại hết. Ví dụ mình cùng làm ở trong một cái công ty, mình làm một công ty mà bây giờ mình trước hết mình nhìn người đó đi. Tôi với chị này không có cùng ngôn ngữ, chị đó là người Việt, tôi là người Hoa, hay là người đó là người Hoa, tôi là người Việt, người kia là người Tây Ban Nha, vân vân. Nhưng mà mình cùng là một con người, ai cũng có tình thương, ai cũng có tuệ giác, đó là lý tánh quyến thuộc. Bây giờ tất cả mọi người mình vô trong này, mình đi làm chung với nhau để mình làm, mình chế tác một cái gì đó cho xã hội, cho mọi người người ta dùng, cái đó là nghiệp sinh. Rồi bây giờ mình phải đến đây rồi, đừng có hiềm khích cùng với nhau mà làm việc, làm nguyện sinh. Rồi trong khi tôi làm, thật ra cái việc của tôi là việc này nè, nhưng mà bây giờ anh trễ giờ, hay thậm chí anh phải đi về gấp, thôi để tôi phụ anh nửa tiếng, không phải không có tôi, nhưng mà tôi có thể giúp anh được một phần nào đó trong khả năng của tôi. Cái đó là ứng sinh. Ứng sinh, mặc dù có những cái việc không phải của mình, nhưng mình có thể ứng vào cái việc đó được không hay không. Ví dụ như quý vị không có trách nhiệm gì với cái chùa này hết, nhưng mà giờ đến đây thấy tuyến quá chừng đi, thì mọi người xuống chung tuyến. Ở bên Tích Lan, người ta xây chùa trên núi, mà người ta không có muốn người đem gặp xi măng gì lên chùa hết. Người ta order, người ta đặt cát về đổ ở dưới chân núi, một núi cát, rồi một núi gặp, xong người ta để đó một cọc bao nhiêu lông. Tất cả Phật tử nào đi lên chùa đó, già trẻ nít gì ai cũng có thể đóng góp được hết, bằng cách là kéo cái bao ni lông đó xúc cát vô bao theo cái sức lực, sức cầm của mình. Có nhiều đứa nhỏ đó đâu có làm nổi đâu, nó bưng cục gạch. Nhưng mà mình sẽ thấy trên cái đoạn đường đi về chùa đó không người nào mà không có đóng góp trong ngoài. Người thì một bao cát, người thì hai cái sẹp đất, ba cục gạch gì đó, mà đi lên trên đó rốt cuộc vận chuyển lên hết trên chùa, cát, gạch, xi măng, tất cả những vật dụng để đem lên chùa. Thì cái đó gọi là gì? Ứng sinh quyến thuộc. Các vị đó rồi, nhưng mà nhìn kỹ cái ứng sinh này, nó vẫn có nguyện sinh, nó vẫn có nghiệp sinh, phải không? Và nhìn cái tổng quát là gì? Mình ở đâu tới, không có dính dáng gì, tôi đi hành hương, tôi là người du lịch, nhưng mà tôi thấy quý vị tôi thương quá, tôi kính trọng quá. Các vị cũng là Phật tử, dù các vị là người Tích Lan và quý vị thường gọi là Phật giáo Nam Tông, tôi là Phật giáo Bắc Truyền, nhưng mà mình cũng cùng con của Phật Thích Ca đó, lý tánh quyến thuộc. Còn nói mà rộng nữa là gì? Cũng
là một con người. Đó, cho nên trong Phật pháp chúng tổ chia ra năm nguyên thuộc: lý tánh nguyên thuộc, nghiệp sinh nguyên thuộc, nguyện sinh nguyên thuộc, thần thông nguyên thuộc. Quý vị thấy không? Một cái muối cát vậy mà có hai tuần lễ sao cát đưa lên đó. Rồi quý vị thấy cái chùa niệm Phật này rõ ràng là thần thông quyến thuộc không? Khi mà mua cái chùa này không còn có tới mà, trước khi mua không còn có mua đây mà, là mình thấy là hai chữ là hỡi ơi. Rồi thấy sang cái chỗ này xong, Pháp Hòa có nói trước với thầy Hòa, cái này là sửa dữ lắm mà mình cũng sẽ spend lớn lắm cho cái sự sửa chữa. Tại thường thường cái gì á, người ta may hư mà bắt mình sửa khổ, thà là cắt vải mới may, phải không? Mà sửa là một chuyện, mà sửa làm sao để cho nó nối kết lại với nhau một cách bằng là thuận tiện, đâu phải dễ. Vậy thì nếu mà không có những Phật tử nguyện sinh, ứng sinh, thần thông, làm gì giờ phút này chúng ta được ngồi ở đây một cách gọi là thoải mái, sạch sẽ, sáng sủa như vậy được, phải không? Cho nên mình học năm cái nguyên thuộc này để rồi bất cứ việc gì chúng ta vẫn nhìn được, chúng ta vẫn nhìn được một sự việc. Trước hết là tôi thấy anh với tôi là lý tánh, tôi không biết anh nói ngôn ngữ gì, đức tin gì, nhưng mà mình cùng là một con người, đều có bản, đều có khả năng tuệ giác từ đi. Rồi sau đó nếu mình cùng hướng nữa thì thôi hay quá. Nguyện sinh, nghiệp sinh, thần thông, quả thật là thần thông nguyên thủy, có mặt với nhau hết. Chỉ trong hẹn giờ cái là chư thiên, chư tiên cắt cõi cắt tướng bay về. Quý vị hiểu ý vậy ha. Rồi hôm nay trong cái phần chương trình tu học này đó, thì Pháp Hòa có biết là có cái tổ chức một cái buổi lễ truyền giới gọi là giới truyền tập thiện. Thưa đại chúng, là trong giáo lý của đạo Phật, Đức Phật hướng dẫn cho chúng sanh tùy theo cái khả năng, cái tâm nguyện của các vị và các vị tu tập. Mà Đức Phật ví dụ như những chiếc xe chở 4 người, chở 7 người, chở 12 người, chở 15 người và chở nhiều hơn nữa là hàng năm 70 người. Chiếc xe đó được gọi là thường. Nhưng mà chiếc xe đó nếu có những người phát tâm quy tam bảo, thọ trì năm giới, trước hết quý vị phải hiểu một điều rằng đạo Phật luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống có đạo đức. Mà người có đạo đức tức là người có giữ những cái phép tắc, những cái quy luật, hầu thúc luyện bản thân không làm những điều sai quấy, để người đó được gọi là một người sống lành mạnh. Muốn thể hiện cái đạo đức đó, Đức Phật luôn luôn hướng dẫn chúng ta phải thọ giới. Như các vị cư sĩ tại gia, các vị giữ năm giới: thứ nhất, không sát sinh hại vật; thứ hai, không gian tham trộm cắp; thứ ba, không tà hạnh ngoại tình; thứ tư, không lường gạt dối trá; thứ năm, không rượu chè, cờ bạc thuốc sắc. Bây giờ quý vị nghĩ coi, năm cái này nó có liên hệ đến đạo nào không? Hoàn toàn không có dính dáng đến đạo nào cả. Chỉ mục đích là gì? Cải hóa con người, làm đẹp cho một con người, sống bằng năm cái nguyên tắc đó. Cái này chúng ta gọi là nhân thừa. Nhân thừa là gì? Là chiếc xe này sẽ chở chúng ta đi lên con đường trọn một cái nhân cách, chọn một cái đạo đức của một con người sống ở thế gian, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp của ai hết. Dù cái áo nó có đẹp, có mắc tiền mà nó rất thuận lợi để mình chôn, cũng không chôn. Dù đôi dép đó để đó rất tiện, sẵn đây mình xọt cái mình ra cửa là liền, mình tính sẵn, cũng không chịa. Không phải
của mình mà cho gì đấy. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha. Nhân cách mình đầy đủ. Đối với thế gian mình chọn nhân cách, đối với mặt đạo đức mình không có làm sai, thì đó là nhân thừa, tức là xe nó chở mình đi đến một con đường, trở thành một con người tốt, một con người mà sống trong thế gian này á, nói theo người Hoa là gì? Sống không vào địa ngục, sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Sống mình không có làm sai, thì mình thể hiện được cái câu đầu tiên của Đức Phật là không làm các việc khác. Ở bên trái đường của chùa đây có để câu đó. Không làm các việc khác, do not do evil, không làm cái gì sai. Đó là nhân thường. Đến cái khổ xe thứ hai, chúng ta gọi là thiên thường. Tức là những người này nếu mà nói về tái sinh đó, các vị nào mà giữ năm giới đủ đó thì tái sinh khỏi người. Mà khỏi người thì sao biết không? Không bệnh hoạn nghe, thân tướng đẹp đẽ nha, gia đình hạnh phúc nha, không có ai lường gạt nha, không có đau bệnh nha, sống tốt. Dĩ nhiên là có ngày phải bệnh mới chết, nhưng mà không có bệnh lạc hoạn lan ra. Đó là nhân thường. Thiên thường là gì? Là tu cái giới này để đi về các cõi lành như là cõi trời. Còn nếu như mà ở cõi người này á, thì cái đời sống của họ nó sung túc vượt hơn bình thường của mọi người. Muốn được như vậy, người đó phải tu ba thứ: tu thân, tu miệng, tu ý, gọi là thân, khẩu, ý. Thưa đại chúng, quý vị biết là tất cả cái nghiệp của mình tạo từ đâu? Tạo từ ba cái chỗ này này. Tạo từ cái thân, tạo từ cái miệng, tạo từ cái ý. Thân thì làm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hành. Miệng thì làm gì? Nói bốn điều. Nói dối. Nói dối là sao? Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều, nghĩa là đâm thọc cho người ta, xích mích gây gỗ, gọi là lưỡng thiệt. Ác khẩu là sao? Chửi rủa, mắng nhiếc người ta, rủa xả người ta. Rồi thứ tư là gì? Nói những lời vô ích. Bốn cái ở cái khẩu của mình. Rồi ý của mình tu ba điều: dạng tham, dạng sân, dạng si. Nhà Phật gọi là thập thiện nghiệp, tức là 10 cái nghiệp lành mà căn cứ nơi ba chỗ: thân, miệng, ý. Cái giới này là ngày mai quý vị thọ đó. Ngày mai quý vị nào mà ghi danh thọ thập thiện đó, quý vị thọ 10 giới này, này. Tức là trước kia đó mình đã bỏ được cái điều thứ nhất rồi, là mình làm điều thứ nhất là không làm các việc khác. Bây giờ mình sẽ làm một cái việc, mình thể hiện cái điều thứ hai là nguyện làm các việc lành. Và làm các việc lành là làm sao? Nơi thân, thay vì sát sanh thì mình phóng sanh, thay vì trộm cắp thì mình bố thí, thay vì tà hành thì mình chánh hành. Cho nên chẳng những bỏ cái ác mà phải thể hiện cái lành, thể hiện cái thiện. Cho nên gọi là làm các việc lành. Đại chúng nhớ là cái người tu thập thiện đó, là bỏ cái ác là một chuyện rồi, nhưng mà phải làm cái việc lành. Đó là không sát sanh mà phóng sanh, rồi không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Rồi bây giờ bỏ bốn cái xấu của cái miệng là không nói dối, nhưng mà phải làm cái việc thiện nơi miệng đó là nói lời chân thành, không có đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Thấy người ta chia rẽ xích mích thì mình nói những cái lời để cho người ta hàn gắn hòa thuận. Cái thứ ba là không nói những lời chửi rủa mắng nhiếc mà phải nói lời hiền lành. Hồi xưa mình hay rủa là giờ không có rủa, nó không rủa dũa được không. Thường thường đại chúng là gì? Thường thường á, khi mình nói một cái lời độc mà trước hết nó phải xuất phát từ đâu mới cái lời nó mới ra? Từ cái tâm ý. Cái ý mình nghĩ lầm nó mới ra lời lầm, cái ý mình nghĩ xấu nó mới ra lời xấu. Cho nên thay vì mình chửi rủa thì mình nói lời hiền lành,
thay vì nói lời hối thì phải nói lời hỏi. Đó là bốn miền của mình. Bây giờ tham sân si tam đầu. Pháp Hòa thường hay chia sẻ là mình tu là đến cái phần giới này thì Pháp Hòa thường nói là giảm thôi, chứ mình chưa dám nói là mình hết. Hết nghe con bộ của mình siêu phàm quá nó thôi giảm đi. Nhưng mà nó có phương pháp để giảm. Ví dụ bây giờ muốn giảm tham thì phải tập sao biết không? Sống ít muốn biết đủ. Sống mình chấp nhận những gì mình đang có. Sau cái mùa dịch bệnh này, nhiều nơi thất nghiệp, nhiều người phải đóng cửa tiền, cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên có một số quý vị gặp thì Pháp Hòa gặp thì các vị cũng tự tại lắm. Và mình áp dụng cái câu của người Việt Nam mình thường nói đó, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, liệu cơm gấp đầu hũ. Sao mình sống cũng được hết. Hồi xưa mình qua đây mình không có gì mà mình còn sống được, huống chi bây giờ mình có chút chút. Và thậm chí có nhiều vị nói đỡ lắm, cái lúc còn có còn để dành. Đấy không? Bây giờ cái lúc ngặt nghèo này mình đem ra mình xài cái mình để dành. Đúng như người xưa dạy mình, tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Mình giữ lại chút gạo, chút thóc để có những ngày nó đói bụng. Đó, cơ là đói đó. Tích cốc phòng cơ là mình để dành một số lương khô gì đó để những ngày đói mình có ăn. Ví dụ như mình để trong nhà mình đó, là cái thùng mì gói là một dạng phòng cơ. Cốc phòng cơ, tích y phòng hàng, có cáo lạnh kế bên để lúc nào lạnh mình có mặt. Pháp Hòa bây giờ liệu hồn khô, đi đâu dù ấm cỡ nào cũng phải thủ cao lạnh. Tại vì sao? Vì nắng mưa là chuyện của trời. Cho nên là tại mình bị rồi, cho nên đi đâu mình phải chuẩn bị. Mà khi mình sức khỏe mình giảm đi, tuổi tác mình nó cao hơn, thì mình tự biết mình không như ngày trước nữa, nên mình phải chuẩn bị cho mình. Đó, thì trong cái tu thập thiện á, về cái tham sân si á, tham á, chữ tham là mình muốn cái điều nó hơn những gì mình cần, cho nên nó gọi tham. Chứ còn chữ muốn không, nó không sao hết á. Ví dụ giờ tôi khát nước, tôi muốn uống nước, sao kêu là tham? Tôi cái nhu cầu của cơ thể, tôi cần uống nước. Nhưng mà dở ra cái thấy là vậy thôi hả? Cái này nó khổ này, chứ mà hồi nãy mà khát nước mà chỉ cần mở ra mà uống thôi là khỏe rồi. Mình hay hỏi mà, đói bụng quá có gì ăn không? Giờ tôi có bánh mì, vậy thôi hả? Mình phải đòi cái gì hơn nữa, cho nên cái muốn nó không có lỗi. Cái muốn nó không lỗi tại vì cái đó là cái nhu cầu của cơ thể của con người, không có sai. Nhưng mà cái mà chúng ta hơn cái mình cần gọi là tham cầu. Cho nên cái nhu cầu thì nó không có sai, nhưng mà mình khổ ở cái chỗ là mình tham cầu. Cho nên cái giới này sẽ giúp cho mình sống bằng cái nhu cầu, cho nên giảm xuống. Chứ không phải là không, mình không phải là không muốn nha, mà cái khổ của mình là để ở trước chữ muốn một chữ, đó là chữ tham. Tham muốn lúc nào đi cũng một đôi giày thôi, chứ có ai mà mang hôi đôi giày một lúc, nhưng không người nào dưới hai đôi giày. Thậm chí tôi có bộ đồ đỏ, bữa nay giày đỏ nó sale, không mua tội chết. Thế là trong nhà mình sẽ có một dây đôi giày, đôi giày màu đỏ để nó match với cái bộ áo đỏ. Nhiều khi có quan cũng chọc mấy thầy, tôi có bộ y vàng, tôi phải kiếm xong chuỗi vàng. Rồi tôi có cái áo nâu, phải kiếm cái sâu chuỗi nâu để chi cho nó mát. Dài nâu, đi đâu cũng nguyên cung lê, áo nâu, nón nâu, khăn nâu, kêu mình củ nâu. Cái giới thập thiện, chữ thiên là sanh khỏi trời, tức là nói cho cái nghĩa là khi chúng ta mất đi, chúng ta sanh về khỏi trời. Đó mình nói theo cái nhân quả tu tập nha. Còn nếu quý vị nói theo cái hiện tại nè,
Chỉ cần mình quán chiếu được như vậy đi, dù mình sống ngay cõi đời này cũng sung sướng như cõi trời. Quý vị thấy đời sống mình đây trong cõi trời ý chán như đó. Dịch bệnh như vậy, tất cả mọi thứ mà thật sự mình không có đến nỗi mà nó không có ăn, đói khổ, không có gì hết. Chỉ bất quá là mình sợ Covid của mình không dám ra ngoài thôi. Thậm chí một đi quơ về bữa nay ăn còn chưa hết nữa. Quơ về từ năm ngoái. Giấy vệ sinh mà mua tới bữa nay xài không hết. Sẵn sàng đánh lộn để dựng cô giấy. Cho nên rồi quán chiếu lại, thật sự con người mình á, mình dành đủ thứ mà cốt lốt một cái mình cần mà mình sợ nhất là gì? Sợ đói quá nè. Mà thật sự cái nhu cầu con người là no bụng là khỏe rồi. Thật tình mà nói, cái lúc mà nghĩa là cái lúc mà mình tưởng đâu là thế giới này đó là đi vào một cái chỗ này là tận cùng rồi. Quý vị có ai mà chạy đi mua hàng gì để dành không? Không có. Đi đổi tiền gì không có. Toàn là chạy vô Costco không. Mà quý vị biết không, cái năm ngoái mà cái vụ dịch đó, tiệm Costco bán gấp 5 lần cái Christmas. Bình thường một cái Christmas họ thu vô, không phải ví dụ một cái Christmas họ bán ra họ thu vô 2 triệu và đấy ví dụ nha. Mà cái dịch đầu tiên vừa rồi họ bán gấp 5 lần những cái lúc bình thường. Tại sao? Tại vì con người mình sợ. Không có quà chỉ mình thích thôi. Tức là mình khi mình sống mình nói mình cần cái này mình làm cái nhiều. Cuối cùng khi mà cái nạn nó đến, con người mình sợ nhất là cái gì? Toàn là đi mua gạo, mua nước, những cái mà chúng ta thường ngày chúng ta nghĩ rằng nó không cần gì. Rồi quán cho cùng thì chúng ta cần gì? Đo cho cùng. Hồi nãy có quà phát thưa, mình lo cho những cái project, những cái công trình rất lớn, nhưng mà một cái công trình nhỏ nhất của mình mỗi ngày là gì? Đó là hơi thở. Nhưng mình không có để ý. Mình không có để ý. Mình cứ lo những cái chuyện rất là lớn mà mình rất sợ hãi. Nhưng mà cuối cùng nếu hơi thở mình nó dừng lại thì tất cả những công trình lớn kia nó tiêu tan. Thế thì các người xưa cũng nhắc mình, trong năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra, hít vào. Múc tí tè như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào. Sát bên như ở Mỹ ta, người ta cũng phải thở ra, hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Cái đó là một, nếu mà nói cho đúng là our daily project. Đó là một công trình của chúng ta mỗi ngày. Cho nên đừng quên kiếm giờ ngồi thở. Có nhiều khi đi mệt á, cho tôi ngồi thở. Mà lúc đó thở sao? Hỗn hển. Thở mệt mỏi mà bình thường cho thở, thở như thở mát. Thôi thở vậy buồn ngủ lắm. Thở phải cho đau khổ mới chịu. Đợi những lúc mà không muốn tắt thở, thở không nổi, cho tôi ngồi thở chút coi. Thở hỗn hển. Bình thường em năn nỉ mỗi ngày, thở giùm em 10 phút. Mà hễ mà lên đây mà ngồi thở cái, thầy nói hay quá. May là chưa phát bánh mì nữa nha. Phát bánh mì rồi là nãy giờ em nói em nghe đó. Cho nên á, bọc theo cái cách hướng dẫn của Hòa là tham là tham. Thật ra con người mình á, mình chưa dám nói là tôi hết tham. Không dám nói. Nếu mình mà tu tập giỏi lắm đó, tôi giảm tham. Trời ơi, giảm là mừng rồi. Giảm là mừng. Con người mình sống mà chỉ cần giảm đó là mình mừng. Giống như bây giờ dịch hết chưa? Nhưng mà có giảm không? Có giảm mới dám ngồi đây nè. Nó mà không giảm sức mấy mà giảm. Cái năm ngoái mà nếu mà em có lọt qua đường á, quý thầy kêu qua giảng mà nó thôi thôi, nó không
không sao đâu thầy, qua đi, người ta cũng đi đó. Không có đâu, ai cũng sợ chết hết. Hỏi em mới sợ chết, em còn sợ dữ nữa. Cho nên em đâu có dám đi. Mình nói vậy đó, mình nói thật vậy đó. Cho nên đó là giảm ha, muốn giảm đi, đọc xong ít muốn biết đủ, tri túc, tiện túc, biết đủ liền đủ, đãi túc, hà thời túc, đợi đủ, chừng nào đủ. Tại vì mình không bao giờ biết đủ. Mình có, hồi đó mình mới qua, mình nói kệ ráng đi, đi làm, có cái nhà ở là mừng. Nhưng bây giờ mình ngó qua nhà người ta, mình nói, ủa sao nhà mình không giống. Ráng cài cho nó giống. Có chiếc xe làm phương tiện đi lại là mừng rồi. Lúc những lúc mà ngó qua nhà hàng xóm, xe xe họ hơn mình, thậm chí mồ mả tổ tiên cũng vậy. Hồi xưa người ta nói có cái chỗ gửi thân là mừng rồi. Vậy mà sau khi đó mình nhìn mộ ông ta cái bộ đẹp hơn mộ động ra xây mộ mới. Sân, sân là gì? Là nóng giận. Mình nói mình hết sân có. Sân nó có nhiều loại. Sân mà nó bộc phát lên thành cái giận tức, cái đó gọi là sân hận. Còn có một cái loại mà nó giận hờn, nó nằm tiềm tàng ở dưới à, là nó nằm ở dưới, cái đó gọi là lửa rơm, lửa tro, nó ngầm ở dưới. Chứ mình còn giận, còn tức lắm chứ phải không đâu. Tại bây giờ không ai chọc ghẹo gì mình à, và thậm chí mình có tu chút chút đó, chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện lớn mình biết. Cho nên á, mình chưa dám nói mình hết sân không, giảm sân. Bây giờ muốn giảm sân phải quán gì? Phải quán như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Ai ai cũng là quý thuộc của mình. Rồi nếu mà mình học kinh diệt trừ phiền giận đó, nhớ kinh diệt trừ phiền giận không? Ngài Xá Lợi Phất dạy đó. Nếu người nào mà hành động dễ thương, lời nói không dễ thương, là người trí mà mình sân tâm giận cái người đó, thì mình phải nên quán chiếu để dứt trừ cái phiền giận ấy đi. Mình chỉ thương, mình chấp nhận cái hành động dễ thương, đừng để ý lời nói không dễ thương của họ. Nhiều khi họ nói không dễ thương mà hành động rất dễ thương. Mình nên để ý cái hành động đó để thương họ, đừng quan tâm lời nói. Nhưng mà lỡ người nào mà lời nói rất dễ thương mà hành động rất dễ ghét, thì đừng quan tâm tới hành động của họ mà hãy nên quan tâm tới lời nói của họ. Nếu người nào mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ cũng còn chút xíu dễ thương, thương cho chút xíu. Phong và bảo đảm quý vị đã từng thương như vậy. Mình gặp cái anh đó, mình đâu biết tánh tình gì đâu. Hỏi sao hồi xưa chị lấy anh làm chồng? Tại tôi khoái ông đẹp trai. Tôi thích nụ cười của ông. Nhiều khi mình chỉ thương có một chút của người đó thôi mà bưng nguyên một về. Cái thời mà băng nhạc CD nó còn bán ngoài chợ đó, nhiều khi mình cầm cái dĩa CD đó lên, 10 bài hát trong đó mình chỉ thích có một bài của ca sĩ đó hát thôi mà mình phải mua nguyên cả một cái CD đó. Nhưng mà thật sự mình chỉ thích có một bài trong đó thôi. Đó, thương chút xíu vậy thôi. Cái tu cho Pháp Hòa đó là mình nhìn tất cả mọi pháp nó đang sinh khởi trong cuộc sống này để mình lưỡng lặng. Có nhiều vị lên thang chỗ tôi chỉ thích rồi, thì cũng ý như thế. Tại sao một cái CD mình chỉ thương được một bài hát, một người ca sĩ hát mà mình mua? Thì trong cuộc đời này, những con người gần gũi chúng ta đây, có những lúc họ hành động đâu có dễ thương, lời nói họ đâu có dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn một chút gì dễ thương, như là mình mua chỉ một bản nhạc của cái CD đó. Rồi cuối cùng, à, cái thứ tư là gì? Nếu một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn gì dễ thương nữa hết, thì mình phải thương dữ dội. Đừng có vỗ tay ủng hộ. Em biết hết rồi. Trong bụng cái thương sao nổi là thương.
Nhưng mà mình thương sao biết không? Thương cái người này rất là tội nghiệp. Sống sao mà giờ không còn cuộc nào nữa. Lệ Dũng á, thật sự không ai muốn mình dở. Người nào cũng muốn mình hay, nhưng mà người ta càng làm người ta càng lố. Người ta càng làm người ta càng nói người ta càng không dễ thương. Không biết. Một cái người như vậy là họ khổ. Nhiều khi họ muốn cho người ta vui mà nói ra cái ta ghét. Như cái ông đó, ông nói chuyện lung tung. Thì bà không biết vậy đó, cho nên dặn một lát không làm ơn mà bước tới đó đừng nói gì. Bữa nay là chúc thọ má ta đó, nói vậy. Ông ăn hết nguyên cái buổi tiệc xong cái ra cửa về cái ta tiễn chân không ra cửa. Anh năm nhà em bữa nay có làm gì anh buồn không, mà sao bữa nay tiệc anh không nói gì hết. Trước khi đi vợ tôi dặn rồi, không cho tôi nói gì hết trơn á. Nhưng mà thôi giờ hỏi là tôi nói à. Tôi đang ngồi ăn thì tôi suy nghĩ cái cửa nhà anh nó nhỏ quá. Tôi đang lo nửa má anh chết sao tiên. Ra tới cửa trù má ta chết. Pháp Hòa có sư cô Pháp Tịnh là sư đệ Pháp Hòa, mà cổ lớn tuổi lắm rồi, cổ năm nay cổ cũng chín mấy gần trăm, hồi cổ đi tu cổ mới có khoảng 70 tuổi, mà cổ thương quá lắm. Khi về già rồi cổ hơi quên quên. Thế bữa nọ thầy viện chủ mới dẫn cô đi tới nhà một Phật tử ngủ lại, thì thấy cô lớn tuổi với người ta mới nhường cái master bedroom cho của người ta cho cô ngủ. 4 giờ sáng cô dậy, cô đi vòng vòng, cô mở mấy cái tủ quần áo, cô mở ra hết cái sáng cô đứng, cô nói trời ơi cái nhà này quần áo nhiều quá nữa, chết liệm sao. Nhà người ta nghe mà người ta thương, thiệt là thương. Tại vì sao biết không? Tại cổ già, tại cổ lớn. Gặp mình coi chừng nào anh về vậy anh. Tôi muốn tiễn giống. Cái người mà người ta không dễ thương, lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, tội nghiệp lắm. Rồi ngày sau lại phát dạy tiếp. Một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng còn rất nhiều cái thương. Mà nếu mà người trí mà mình lại sinh tâm ghét tị với người đó, thì mình phải nên quán chiếu đi. Một người tươi mát như vậy, tại sao mình không gần gũi để học hỏi, để thấm nhuần cái tươi mát của họ. Cái người mà người ta như vậy đó, chúng ta gọi là phước nghiệp. Còn cái người mà hồi nãy không dễ thương, hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, chúng ta gọi là tội nghiệp. Thường thường trong cuộc sống, chúng ta thường dùng một chữ là tội nghiệp mà không bao giờ chúng ta dùng chữ phước nghiệp. Thấy ai cũng tội nghiệp. Mà thí dụ như người ta tốt, sao mình không khen người ta là phước nghiệp? Anh có cái nghiệp sống rất tốt cho nên cái phước nó chiều. Nghiệp là thói quen, là cách sống. Cho nên cái này gọi là thập thiện nghiệp. Nếu một người nào mà sống đúng 10 cái nghiệp lành, bố thí thay vì trộm cắp, không trộm cắp mà bố thí, không sát sanh mà phóng sanh, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không có nói đông thọc mà nói lời hàn gắn, không có chửi rủa mà hiền nói lời hiền lành, không có nói lời vô ích mà nói lời có ích. Người muốn giảm tham thì tập sống biết đủ. Người muốn giảm sân thì quán nhân duyên, quán từ bi. Cái cuối cùng là người muốn đừng có si mê, đừng có mê mờ, là người đó phải có cái cách tu quán nhân duyên của mọi việc. Cuộc đời này không có cái gì mà nó có mặt, nó xảy ra mà không có lý do. Tiếng Mỹ nó cũng nói vậy. It means to be happy.
nó có lý do để nó có mặt, nó có chứ không phải là tự nhiên. Người thấy được cái nhân duyên đó không có chấp trước, không có mê lầm, không có si mê, gọi là phát triển trí tuệ. Tham sân si, bây giờ giảm tham thì tập sống biến đủ, giảm sân thì quán từ bi, giảm si mê tu trí tuệ. Mà người mà sống được vậy đó, có ai ghét họ không? Họ rất là lành thiện, chẳng cho lỗi thành phương nghiệp của anh. Hay những người kia mình cũng nói ta tội nghiệp mà, nhưng mà thường thường mình hay hiểu nghiệp kiều, nghe chữ nghiệp là sợ, nói xấu không tốt. Ví dụ như ta bị lường gạt nghĩ, ví dụ như đó, rồi mình thấy người ta không nghe, người ta không cái gì không tốt cho mình thấy nghiệp, nhưng mà cái đó là mình nghĩ cái nghiệp xấu, nhưng mà nghiệp nó cũng có nghiệp tốt. Thế có những người người ta không có làm những cái nghiệp sai thì ta vẫn luôn luôn tạo nghiệp lành. Cho nên cái này là thập thiện nghiệp, là 10 cái giúp cho chúng ta tạo cái nghiệp lành. Mà người mà được cái nghiệp lành ở đời này như vậy đó, nếu nói về cái nhân quả tu tập, họ được sanh về cõi trời. Còn nếu nói về cái hiện tại đi, những người sống như vậy thì làm gì mà người ta khổ đau trong cõi đời này được. Cho nên dù họ ở cõi này nhưng mà đời sống họ vẫn an vui nhẹ nhàng như ở cõi trời. Cho nên gọi là duyên thừa Phật giáo. Hồi nãy gọi là nhân thừa Phật giáo, cái này gọi là thiên thừa Phật giáo. Còn các vị nào á, mà người ta quán tứ diệu đế, ta quán đời là khổ. Khổ bằng cái gì? Khổ cái khổ cái gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, bốn cái khổ của sinh lý. Bây giờ bốn cái khổ của tâm lý nè: thù ghét mà gặp gỡ, thương yêu mà xa liền, mong muốn mà không được, năm ấm sắc thọ tưởng hành, nó thịnh nó suy, mình khổ theo nó. Cái đó gọi là khổ đế. Rồi người ta quán tiếp, cuộc đời này có khổ như vậy, vậy thì nguyên do gì mình khổ? Cái đó gọi là tập đế. Tập đế là cái lý do nào mình khổ. The cause of suffering. Hồi nãy là suffering. Cái thứ hai là the reason why we suffer. Cái đó gọi là tập đế. Rồi khi mình hiểu ra, mình hiểu ra mình hết khổ, gọi là diệt đế, the cessation. Dập, mặc dù chưa hết khổ nhưng mà yên tâm. Yên tâm, tôi biết bệnh rồi, tôi không có lo lắng rồi. Diệt đế. Rồi bây giờ đi tìm phương pháp để dứt khổ, gọi là đạo đế. Các cái vị đó người ta nghe pháp tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đây là bài pháp căn bản của Đức Phật. Và có thể nói rằng giáo lý tứ diệu đế là giáo lý then chốt của đạo Phật. Đức Phật ra đời nhằm một mục đích là chỉ cho chúng sanh biết cái khổ, chỉ cho chúng sanh biết cái nguyên nhân của khổ, và chỉ cho chúng sanh con đường dứt khổ. Đó là mục đích của Đức Phật, đó là mục đích của đạo Phật. Tại vì con người sống vẫn trôi lăn nhưng mà không biết lý do, thì Đức Phật là người chỉ cho người ta thấy lý do nào anh trôi lăn khổ. Bây giờ nó hay lắm, mình muốn cái gì mình Google, người ta cũng có thể chỉ cho mình ở trên đó, người ta giải thích đó. Thì người ta nói rõ mình nghe sống không? Thì đạo Phật của mình. Cho nên thưa đại chúng, mình đến với đạo Phật là mình đến bằng cái đức tin, nhưng mà không dừng ở đó nha, không có dừng ở đức tin. Mà quý vị còn nghiên cứu tìm tòi lời Phật nói cái gì để cho cái niềm tin càng kiên cố, càng bất hoại, là sao đó mình hiểu Phật không phải là thần thánh, mà Phật là ông thầy dẫn đường, nói rõ cuộc sống này, nói rõ cái khổ đau, nói rõ cái hạnh phúc, nói rõ cái nguyên nhân. Và cho dù nói cái hạnh phúc, Đức Phật cũng nói hạnh phúc tạm. Dù khổ đau, Đức Phật nói khổ đau cũng tạm, chẳng qua là như vậy. Ví dụ thầy đi về mấy bữa trước đi bị thương, bị tai nạn cái chân đó. Bây giờ là thầy bị đi bằng ba chân, làm lý thuyết hoài, nhưng mà tạm thôi, một tháng sau hết.
Vậy thì cái khổ này là thầy có thể thấy nhức, thấy đau, nhưng mà khổ là khi có thuốc, có được điều trị thì khổ hơn. Mà khi hết rồi cũng không phải mãi mãi. Nếu không khéo, không cẩn thận, có thể có những cái khác. Con người mình cũng thể có. Chích 3 mũi vaccine rồi cũng chưa chắc bảo đảm, phải không? Lạng hoàng vẫn dính tiếp. Có cái gì mãi mãi đâu. Hiểu được như vậy cho nên chúng ta vẫn sống mà bình an trước những cái lên xuống của cuộc đời. Mình không có cái gì mà mình bắt buộc nó mãi mãi hết. Tại vì cuộc đời này có gì mãi đâu. Mà chúng ta thường gọi chung là cõi tạm. Cái nguyên cái cõi đời này nó là tạm. Thì những cái gì nó lăn tăn trong cuộc đời này nó cũng đi theo cái chiều tạm đó. Phải không? The whole world is temporary. Then everything inside of that world also temporary. Vì mình hiểu nó như vậy cho nên ta vẫn còn đến đi trong thông dân. Em đến đây ở đây 2 ngày gọi là tạm ở, phải không? Đấy, mình đều là tạm trú hết mà, tạm trú. Nhưng cuộc đời này chúng ta ở một cũng là tạm trú, nhưng mà tạm trú dài hạn, tạm trú dài hạn. Cho nên á, hiểu như vậy hết siêu là đây, hết lầm là biết hết. Cho nên hỏi vì sao mình siêu mê, ta không rõ chân lý. Mà người rõ chân lý là biết được bất cứ một cái pháp gì, thiện bất thiện, rõ hết, tốt không tốt biết rõ. Ví dụ như dơ sạch, với cái nhìn tương đối thì có dơ có sạch, nhưng mà cái nhìn tuyệt đối là không có gì thật sạch, cũng không có gì thật dơ. Quý vị cầm một ly nước, quý vị uống, quý vị thấy sạch. Sạch là tại con mắt mình tạm tương đối mình nhìn thôi. Bây giờ lấy cái kính hiển vi mà soi vô đây, ly nước này không thật sự là 100%, nó vẫn có vi trùng. Trong cái bầu không khí mình ngồi đây mình thở vẫn có vi trùng, vẫn có bụi đang bay, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Cho nên cái cuộc đời này tương đối, và cái tuyệt đối của cuộc đời này là gì? Không có gì mãi mãi bền. Cho nên ta hỏi cái chân thật của các pháp là gì? Không có cái gì tồn tại bất biến, đó là cái chân thật. Cái thật tướng của pháp các pháp là cái thật tướng, cái tướng thật của bình hoa này là không có gì tạm có, cái này tạm có. Hiểu được như vậy cho nên nó có héo mình không có buồn. Cuộc đời mình cũng vậy, con người mình cũng vậy. Có trẻ, có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà thật sự cái đó nói được, nhưng mà khi mình trực diện với nó là một quá trình tư duy, một quá trình quán chiếu và chấp nhận, nó không phải dễ đâu. Bây giờ mình khỏe mình nói vậy đó, nhưng mà khi thật sự mình nhận đi vô bác sĩ mà họ khám ra, họ nói mình mang cái chứng bệnh gì khó chấp nhận, mình hụt hẫng giây phút đó. Nhưng mà cuối cùng nhờ giáo pháp của Phật, nhờ lời Phật dạy, mình định tĩnh lại liền. Cái đó là bây giờ chúng ta biết rồi. Chúng ta thị hiện bệnh mà tâm không có bệnh. Thân có bệnh đó, tâm có bệnh. Tại vì tâm mình biết rõ. Mới đầu mình chưa xong, rồi sau đó quên. Như vậy cái đó gọi là gì? Thanh văn thường, giải thoát khổ đau của sanh tử kiếp người. Nhân thường, thiên thường, thanh văn thường. Bây giờ lên tới cái thừa thứ tư là duyên giác. Duyên giác là gì? Là các vị người ta nhìn các pháp, cái nào cũng giúp cho người ta giác ngộ đó. Duyên giác mà, duyên các pháp để giác ngộ, đó là duyên giác. Nhưng mà cái người tu duyên giác là người ta quán mọi cái nhân duyên nó gần gũi nhau. Ví dụ như mình có vô minh cho nên mình mới có lão tử u vi khổ não, mình mới có luân hồi khổ não. Thí dụ ha, con mắt này là cái nhìn của mình thôi, nhưng mà cái nhìn của mình nó duyên với vô minh cho nên mình mới sanh ra phiền não. Còn nếu mà con mắt mình nhìn với minh, thôi kệ đi, cuộc đời này có người này có người kia, đâu có ai ngộ mà mình ngộ cái
ăn thì ăn muốn ăn nhiều món, mặc thì kiểu nhiều kiểu, mà người nào cũng bắt độ khuôn, ai vô cũng khuôn thôi. Sắc rau bắt sắc bốn cộng của tôi nghe, tôi ra mẫu nghe, mà sắc không đúng cái tôi giận, tôi buồn cái chị này muốn về mà mình làm các món và các hương các vị. Cho nên á, trong 12 nhân duyên á, vô minh là đầu, nhưng mà vô minh á, nó có thể nó duyên với các thứ khác. Cái nhìn của mình mà duyên với vô minh, mình có thể nói bậy, nghĩ sai. Cái nghe của mình duyên với vô minh, mình nghe sai, nói quay. Nghe sai là phải nói chậm thôi. Cho nên khi mà tu là để làm ngược lại, từ vô minh làm cho nó minh, từ cái sanh tử làm cho nó gì? Thị hiện niết bàn. Vẫn sanh tử nhưng mà không có khổ đau. Ở đây có ai coi lịch sử Đức Phật? Lúc mà Đức Phật mất á, Đức Phật nằm cái ngày Ca Diếp tới, ngày Ca Diếp khóc, đó là con cũng về kịp đó. Cái lúc đó Đức Phật đưa chân ra, mất rồi nghe, mất rồi đó. Mà ngày Ca Diếp tới khóc, Phật đưa chân ra, ngày Ca Diếp tới hôn chân Phật xong Phật rút vô. Trời ơi, bây giờ mà gặp mình là mình chạy tán. Mình giả bộ mình tới mình nói gì đó. Phật đừng bỏ con, Phật đừng bỏ con. Phật ngồi vậy Phật nói tôi đâu có bỏ đấy. Dạ vậy để con bỏ Phật trước. Vậy đến cái hình ảnh mà Đức Phật đưa chân ra, rồi Đức Phật rút chân vô là để biểu tượng cho cái gì? Để biểu tượng cho cái tự tại của người liễu đạt sanh tử. Cái đó là cái biểu tượng, nói lên một cái ý nghĩa. Cũng giống như Đức Phật mà sanh ra đi 7 bước, mà mỗi năm Phật đản mình cứ thấy bày cái vườn lâm tỳ ni gì đó, Phật đi 7 bước, đó là biểu tượng. Chứ không phải Phật sanh ra đi 7 bước, Phật sanh ra giống bình thường con người. Nhưng mà các ngài đưa cái hình ảnh nó lên để nói lên một cái ý nghĩa, là một người sinh ra, tức là con giống như mình đứng đây, sanh ra cuộc đời này, mà nếu chúng ta có tuệ giác, có giác ngộ, nương vào 7 cái pháp gọi là 7 yếu tố giác ngộ, chúng ta vẫn đem được cái hạnh phúc niềm vui đến cho 4 phương 4 hướng. Và trong kinh nói Đức Phật đi 4 hướng, mỗi hướng có 7 đó hoa sen. Rồi cuối cùng Đức Phật dừng lại, Đức Phật nói trên trời dưới đất chỉ có mình tôi là cao ngộ. Chữ tôi này không phải là cái bản ngã của tôi, mà cái chữ tôi đây là sự tự tại, không có bị ràng buộc. Tự tại nó khác với tự do. Tự do đó là ngày người ta nhốt mình, mình mới yêu cầu cho tôi tự do, đây là có đấu tranh. Còn tự tại ở trong khổ mà vẫn không khổ. Mình ăn cái món đó mình không thích, nhưng mà bây giờ người ta nấu ra rồi, mình ăn trong tự tại. Đấy, ngồi vẫn ăn uống bình thường mà ăn tự tại. Ngồi rất là tự do, không ai ràng buộc gì hết. Lát đứng lên, trẻ ớt. Lát đứng lên, cọng ngọt. Ăn một tô mỡ mà đứng lên, đứng xuống đây là không có tự do. Ớt nó ràng buộc, rau quế nó ràng buộc, chanh nó ràng buộc, giá nó ràng buộc. Không có tội nha, không phải nói gì, không phải tội gì. Nhưng để cho mình thấy mình đang tự do hay mình tự tại. Tự tại là sao cũng được. Cho nên á, cái người mà ở trong tù, như một vị hòa thượng ở trong tù, không được cạo tóc, không được cạo râu. Ngài để tóc râu rậm rạp, ông làm bài thơ, vuốt râu. Trên đời quý nhất chỉ bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cợt, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Cái người tự tại là vậy. Còn cái người mà không tự tại, trời ơi, tu phải cạo đầu được. Nhưng mà ở trong cái cảnh không thể cạo đầu, không thể cạo râu thì làm sao mình làm được. Còn nếu mình ở cái hoàn cảnh được phép cạo đầu, được phép cạo râu, mình không cạo, thì cái này không phải là tự do, cũng không phải tự tại. Mà là gì? Tự lưu lỏng, tự buông lung. Ví dụ vậy. Cái ông thầy mà ở trong chùa tu, mà ông nghe cái quán nhạc kế bên á, đêm nào nó cũng hát mấy cái bài nhạc tình á. Em ơi suốt đêm nào. Trời ơi, ở trong này khổ đau gì đó.
kia này. Rồi cái ổng giả bộ, ổng điện Phật, ổng lợi sát cái dách ở ngoài đó rồi. Để gì để nghe cho rõ như cái lời. Chư Thiên có mặt nhắc ông. Chư Thiên có mặt. Thầy ở trong chùa, thầy cô độc hay là thầy cô đơn? Hay thầy cô đơn mà thầy cô độc? Cô đơn là ở một mình, còn cái feelings khổ đau buồn bã gọi là cô độc. You are alone, but you are not lonely. Lonely là một cái feeling. Alone, ai cũng alone. Một mình, ai một mình. Thích đông đảo vậy, nhưng mà cũng có những lúc một mình chứ, phải không? Có nhiều lúc chiều một mình qua phố chiều một mình lang thang. Cho nên chư thiên là gì? Là những người có mặt sẽ nhắc nhở. Cái đó gọi là duyên giác, là cái gì, bất cứ cái sự việc gì xảy ra chúng ta cũng quán thấy để chúng ta có được giải thoát. Duyên giác. Ngày xưa cô Kiều, sau khi mà nhiều cái đau khổ rồi, cô vô chùa cô tu, cô được đặt pháp danh là Giác Duyên. Giác Duyên là gì? Là người đã giác ngộ sau các duyên khổ. Cho nên cái khổ đau cũng chưa chắc là không tốt, tại vì chính cái khổ đau đó đã giúp cho cô giác ngộ. Cái mùa dịch bệnh này nó cũng cho chúng ta rất rất nhiều bài học, rất nhiều thứ để chúng ta quan sát, nhiều lắm luôn đó. Nhiều khi mình nghe một câu chuyện, mình lại bật ra một cái ánh sáng của sự quán chiếu, của sự tư duy. Mặc dù dịch bệnh mình không muốn, nhưng mà cái thiên tai nó cho mình những cái tư duy, những cái quán chiếu, từ đó mình giác ngộ. Cái đó gọi là duyên giác hay là giác duyên, mà đâu có ai chỉ cho mình, phải không? Tự mình giác ngộ, phải không? Cái đó gọi là độc giác. Đây là những cái từ của cái quả này nè. Người nào mà chứng quả Phật gọi là Bích Chi Phật, độc giác Phật, nhờ quán 12 nhân duyên. Trong Phật giáo gọi là duyên giác thừa. Rồi cuối cùng là gì? Người hiểu đạo, biết hết, nhưng mà có thể ở chỗ an cư hết, nhưng không lăn xả trở lại, gọi là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát Thừa là gì? Là người đã tỉnh táo, đã giác ngộ, đã khỏe mạnh nhưng không an ổn, trở lại cuộc đời này để làm những cái công việc cứu thế giúp đỡ. Bồ Tát Thừa tùy theo khả năng, tùy theo phát nguyện, ai muốn cái nào cũng tu được hết. Tu Nhân Thừa cũng được, tu Thiên Thừa cũng được, tu Duyên Giác cũng được, tu Thinh Văn cũng được, tu Bồ Tát cũng được. Cái này gọi là ngũ thừa Phật giáo. Còn mà nói thôi tu tu gì hết, ăn hiền ở lành được rồi, cái này là đổ thừa Phật giáo. Chùa thấy có nhiều người đi chùa giữ thấy ngồi bởi chùa không, này là đổ thừa. Người ta đi chùa mà người ta giữ, rồi mình mới thấy cái hình ảnh đó, mình đi chùa mình ngược lại đi. Chứ nếu mà người ta đi chùa mà người ta giữ mình ở nhà, là mình cái pháp giữ của người ta nó làm mình lui sụp, thế mình giỏi thì mình dở. Cái người dở là bị cái pháp ác của người khác lấn áp rồi. Thấy cái người sai rồi mình không làm gì đúng, mình không được. Thấy người ta không đúng, mình phải sống sao cho nó đúng. Thí dụ như vậy đấy. Trời ơi, bây giờ nguyên cái khu này nè ăn trộm dữ lắm, thôi tôi ăn trộm luôn đi. Cho nên đừng có thấy cái pháp dở của người ta mà lấy cái pháp dở của người ta để làm cái pháp để tự thối lui mình. Đó là mình chưa có biết tư duy, chưa quan chiếu, là mình sống theo cái vô minh. Cái vô minh là gì? Là không có sáng. Cho nên tu theo Phật là gì? Không có làm gì hết á, chỉ làm ngược lại cái đó thôi. Ngược cái đó là gì? Hồi xưa mình vô minh, bây giờ nhờ có tu là mình minh. Hồi xưa mình đã khổ đau vì sanh tử, bây giờ vẫn sanh vẫn tử nhưng không khổ đau. Cái đó gọi là thị hiện à, tôi thị hiện tướng bệnh để cho nói cho mọi người biết nha. Bệnh không chừa ai nha, bệnh không có chừa ai nha. Khỏe mạnh đang cái mạnh bình thường cũng có thể làm.
rồi thấy cái tính chất của người ta không khổ đau đó, thấy không? Dép dưới giường, lên giường vội việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Người quán chiếu như vậy gọi là duyên giác, mà không ai dạy hết, tự thấy vậy gọi là độc giác. Độc giác là gì? Một mình đơn độc mà giác ngộ. Độc giác tiếng Hán gọi là, tiếng Phạn gọi là Bích Chi Phật. Một vị Phật Bích Chi là người đó không thầy mà chỉ dạy, mà làm tự mình giác ngộ. Mình thấy người ta để cái quan tài qua cái lò thiêu giúp mình, thấy không? Đời người đã nhiêu đây thôi, 6 tiếng sau là ra còn ngủ à. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại buôn ba, đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Thấy người ta hạ đi xuống cái chỗ để chôn á, thấy không? Cất cái nhà bạc triệu ở được có mấy năm, cái nhà có 3.500-4.000 đô dơ giấy này ở xuống kiếp. Thấy vậy không phải để mình buông, để cuộc đời không phải, để mình sống đúng nghĩa. Người ta vẫn 24 giờ mà ta sống phí, mình 24 giờ mình sống không phí. Một cái thùng rác nếu đem ra bỏ bên ngoài là thùng rác, nhưng mở bao rác đó ra lượm được, cái nào để vô làm phân bón cho cây, cái nhựa thì mình làm ra mình recycle, mình tái chế. Rốt cuộc một thùng rác đó mình lọc lựa chọn ra hết được, không có cái gì là rác phí. Đó không? Cái gì mà mình bỏ đi không biết sử dụng, cái đó là waste, là phí. Còn mình biết sử dụng thì nó không phải là waste. Bây giờ trong phi trường, những nơi công cộng, người ta đều để hết tất cả những cái loại thùng đó. Khi chúng ta cầm cái gì lên, chúng ta đứng ngay đó, chúng ta nhìn, rồi chúng ta bỏ vào. Những lúc như vậy, Pháp Hòa hay suy nghĩ, Pháp Hòa suy nghĩ, hồi trước kia người ta chỉ dẫn cho mình một cách sống thôi, là tất cả vô chung. Bây giờ cái cách của mình là gì? Chúng ta vẫn tạo cái phước cuối cùng, nó là cái ly nhựa, hãy để cho nó làm một phước cuối cùng, nó sẽ tế, nghĩa là nó sẽ tái trở lại những cái gì mà nhựa mà chúng ta không thiếu. Cho nên á, nếu như mà mình có đem cái thân này mà mình hiến cho y học, cái ngày cuối đời của mình vẫn làm một cái việc phước cuối cùng, là cái thân tứ đại, cái thân nhơ nhớp, cái thân phàm tình này vẫn tạo được một cái phước cuối đời cho y học, để người ta nghiên cứu, để người ta tìm hỏi. Đó, mình cho như vậy rồi á, nó đụng vô cơ thể mình rồi mình nắm được vãng sanh thì sao? Vãng sanh hay không là cái tâm thức của mình vãng sanh, chứ đâu phải ở cái cơ thể này. Mà hơn nữa, mình đã phát nguyện, người ta cho mình phát nguyện làm cái việc đó rồi, thì cuối đời mình có làm được việc đó, mình phải mãn nguyện chứ, tại sao lại phiền não? Đừng có sợ cái chuyện 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng gì hết. Ai đụng vô cái nổi sân, nổi đọa địa ngục. Mình nguyện mà bà đã rồi cho rồi thì mình mới vừa có chuyện thì người ta đem đi người ta sử dụng, chứ đợi cứ nhắc cứ đơ rồi xài gì nữa. Lúc đó không có đúng mãn nguyện luôn. Vừa rồi có một cái cô đó, cô không phải người Việt Nam, cô là người Trung Quốc, người Hoa, mà có lai người Campuchia. Cô không bệnh gì hết, đùng một cái cô quỵ xuống không ạ. Thì quý vị biết không, người nhà cổ nói cho mình biết là khi cổ mất như vậy, gia đình quyết định là cho mắt, cho những cái gì mà còn sử dụng. Cuối cùng cổ cứu sống được 6 người. Cổ cứu sống được 6 người, gia đình kể chỗ Hòa nghe, Phong Hòa mừng lắm. Phong Hòa nói thôi, vậy là cổ đủ phước rồi, đủ phước bản sanh đó. Nghĩa là mình chết đi thì bây giờ để yên đó thì cũng làm được việc chung cất. Nhưng mà nếu cổ không có bệnh hoạn gì ở mắt, ở phổi, ở gan, ở tim mà cũng cho được người ta duy trì sự sống của cổ. Bây giờ cổ thị hiện, cổ không còn bị hạn hẹp trong một cơ thể của cổ, mà cổ đang thị hiện trong 6 người khác. Đạo Phật gọi cái đó là gì? Ứng thân. Ứng thân, hóa thân thị hiện. Được hết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có mặt vì quý vị cũng là những người
ham thích Phật pháp. Và chúng ta kết hợp lại đây như một gia đình quý thuộc, nghiệp sinh, nguyện sinh, ứng sinh, thần thông để làm những quý thuộc với nhau. Và Pháp Hòa xin nhắc lại 10 cái giới mà ngày mai quý vị thọ. Tu thập thiện là tu thân, tu miệng, tu ý. Thân có 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà hành. Miệng có 4 điều: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 việc: tham, sân, si. 3 nghiệp này tạo 10 cái nghiệp ác, gọi là thập thiện, thập ác. Bây giờ mình tu thập thiện là mình nguyện làm ngược lại. Sát sinh thì mình phóng sinh, trộm cắp thì mình bố thí, tà hạnh thì mình chánh hạnh. Tu thiện mà miệng thay vì nói dối nói thật, nhưng mà cũng xin mở ngoặc nói thật một chút nha. Nói thật mà phải có chánh niệm nói thật. Nói thật mà để người ta khổ đau thì không có đúng. Chị làm gì bữa nay chị sống như ma. Tôi nói thật à. Chị dặn tôi chịu. Thấy một cái kẻ cướp rượt một bà già và trốn trong cái bụi. Bà chạy tới nói: nãy giờ ông có thấy bà già chạy ngang đâu. Mình tu đâu có được nói dối nha. Bà đằng kia. Đó, nói thật. Mình nói dối, nói thật ra là gì? Nói, thí dụ mình nói dối mà mình rất ý thức tại sao mình phải nói ngược. Đâu có sai. Mình nói như vậy thì nó lọt vô cái giới thứ tư là không nói lời vô ích. Mình nói cái chuyện đó ra mà có ích lợi cho ai không thì không nên nói. Cho nên đừng có hiểu lầm. Có nhiều vị nó thôi tôi cũng giao thọ giới quy tại tôi còn buôn bán. Hỏi sao buôn bán? Tại vì buôn bán phải nói dốc. Ai mà không biết buôn bán nói dốc. Nhưng mà nói dốc chấp nhận. Nói dốc mà người ta chấp nhận. Vì cái chuyện đó là cái chuyện chấp nhận trong xã hội. Ví dụ như mình làm cái bình hoa này nè. Cái dối mình có 5 đồng thôi, mình bán 20 đồng. Người ta vô mình thấy reasonable, giá cả phải chăng. Công lao cấm, bình mình biết mọi thứ. Thuế rồi chỗ, mua bình này 20 đồng. Nhưng chị chỉ mua giùm em bán em không có lời đồng nào hết trơn. Đâu cần phải nói vậy chứ em. I know. Người ta sẽ nói I know. Yeah, yeah, you're right. Thí dụ nó có hư một ít này. Cái bình này đúng ra 20, nhưng mà giờ nó có lỗm lép gì đây, tôi bán chị 15 đồng. Đó. Mình nói đúng vậy đi. Người ta mua là xã hội này người ta chấp nhận một cái chuyện là ai bán cũng phải có lời gì đó, là sự đổi chác trong sự sống. Cái đó xã hội người ta chấp nhận, không có gì sai cả. Cho nên nó không phạm vào cái giới nói dối. Để đây vậy nè. Ta mua xong, chị để đây, để em làm mẫu. Em gói cái kiểu mới hơn. Em gói mà thiệt sự gói cái cũ mềm được. Em bị rồi. Nhưng mà cũng cái tật trả giá người ta. Đi mua cái đỉnh đốt trầm đẹp lắm. Mà thiệt sự mà thưa đại chúng, tính ra cái giá ở bên những cái xứ như Trung Quốc á, nhưng giá của mình nó không nhiêu, mà tại vì người ta nói nó trên trời dữ lắm. Thì bữa đó vô mua cái đỉnh ra tháp ra trầm đó, nó nói 30 đô. Mình nói không, tôi mua 30, cái này tôi trả 10 đồng 15 gì đó. Cái thứ nhất định không bán, ok, vô bán là tôi đi. Nó đợi mình lên xa bớt rồi. Pháp sư. Pháp sư. Tôi đồng ý bán cho pháp sư. Rồi, nó gói sẵn hết trơn rồi. Nó nhét vô tay mình. Lấy đi, ta hồi mở ra, đâu cái khoản này mình chọn đâu. Nhân nào thì quả đấy. Chèn ép người ta làm chi. Để cho người ta phải lương gan mình. Có nhiều khi mình đi chợ mình ép giá người ta. Trời ơi, lời được có 10 cent mà ra mình như là được 10 đồng vậy đó. Vậy mà ra tới cửa gặp cái người ngồi xin tiền móc 50 cho ngọt hơn.
Tại sao biết không? Ai cũng thấy tôi đang làm phước. Còn tôi mà mua mà tôi lời được 10 cent về là ta khoe tôi hay, trả giá sao mà còn có giá đó. Có nhiều khi mình cẩn thận nha, mình chèn ép một cái người bán mà mình đi làm cái việc thiện, mình xơi lệch rất xa, chỉ có 10 xu một đồng mà mình rất tự hào và rất hạnh phúc. Đó, cái đó gọi là tu tâm đó. Nhìn lại cái cách cái tâm mình nó sinh khởi. Có nhiều vị mới nói tôi không có đi chùa, không trái tụng kinh gì, tôi tu tâm. Những lúc tâm đó khởi mình có thấy không? Thấy những cái tâm đó mới gọi là tu tâm. Còn ăn hiền ở lành là phải tu tâm. Ăn đâu có hiền. Cua mà ăn cua sống mới ngon mà. Người ta hơn mình một câu là mình tức, mình chịu không nổi. Bữa sau mình phải quay lại mình nói cái gì đó. Cho nên Pháp Hòa nói rõ cái chỗ nói dối đó, để đại chúng đừng có ngại để tu tập. Còn đứng trên phương diện mà thọ giới mà tu, vị nào mà thọ chưa đủ, giới mà thọ đủ, tu ít lại. Ví dụ có cái những cái mình tu chưa được thì mình tu tiểu, tu trung bình, tu toàn bộ. Phần gọi là tiểu phần, đa phần, toàn phần, hay là bán phần là tu được. Tại vì hôm nay Pháp Hòa khai mạc cái buổi nói chuyện này qua cái sự trình bày về 10 giới, mà Pháp Hòa cũng muốn nói thêm về ngũ thừa Phật giáo, phải không? 5 cái cổ xe mà Đức Phật đã hướng dẫn để tùy theo khả năng tu tập của mình. Thì ngày mai nếu mà đại chúng có những câu hỏi gì đó thì quý vị có thể viết vào tờ giấy rồi quý vị để vào cái chuông của chùa đây, thì các thầy sẽ gom các câu hỏi đó lại rồi sinh hoạt với đại chúng. Chúng ta có chọn một ngày mai để sinh hoạt, giờ đây xin được tạm dừng. Chúc đại chúng an lành.